Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nâng trục dần lên phía Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên nên từ hôm nay ngày 24 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và có dông. Dự báo lượng mưa ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến trong khoảng từ 150 cho đến 300 mm trên một đợt. Ở Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 200 cho đến 450 mm trên một đợt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và mưa đá, gió giật mạnh. Ngày và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió trên mức là 1.500 m. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Đề phòng dông sét khi trời mưa to, bà con cần đặc biệt lưu ý sau. Ở những vùng nông thôn, đồi núi, biện pháp phòng chống sét lâu dài là trồng nhiều cây xanh, tuy nhiên thì không được trồng cây quá cao và sát nhà. Bên cạnh đó thì khi ở trong nhà nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh xa chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước và không nên sử dụng điện thoại và rút phích cắm các thiết bị điện trước lúc có dông. Bên cạnh đó thì khi đang ở ngoài trời, nếu không tìm được chỗ trú ẩn thì phải tránh xa các cây cao, không đứng ở đỉnh đồi, không đứng ở các vùng đất trống trải, không mang vật dụng kim loại bên người, không đứng, ngồi cạnh cột điện hoặc đường dây tải điện. Bà con cũng cần lưu ý nếu ở trong rừng thì tìm những nơi cây thấp và thưa để tránh, không đứng thành nhóm người gần nhau. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.